Gần đây, Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đang xác minh điều tra vụ giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 700 triệu đồng. Trước đó, Công an phường Kim Liên tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ sinh năm 1966, trú tại quận Đống Đa về việc nhận được một cuộc điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an tỉnh Thái Bình. Đối tượng thông báo nạn nhân có liên quan đến một vụ ma túy và yêu cầu bà phải chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để chứng minh tài sản hợp pháp. Sau đó, nạn nhân đã chuyển hơn 700 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng. Đến khi phát hiện mình bị lừa, thì nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.